Xin chào các bạn, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về lập trình AAP Net MVC vẫn thực hành trên cái dự án app MVC Net đang lưu trên GitHub Trong các buổi trước thì chúng ta đã thực hành đến nhánh B5 Lấy cái kho chứa này về Git clone Vào thư mục của dự án Mở dự án ra bằng Vision Steel Code Trong dự án này, những buổi thực hành trước chúng ta đã thực hiện các commit Git Not Online Chúng ta chạy lại dự án trên một cái cửa sổ Terminus.NET Watson. Bài đầu tiên của những cái video này Tương ứng với cả nhánh B1 Quay trở về cái nhánh B1 bằng lệnh git checkout Quay về nhánh B1 Đây là cái code của buổi đầu tiên chúng ta khởi tạo ra một cái dự án MVC Trong này chúng ta đã tìm hiểu các khái niệm về controller view Tạo ra các thư mục để lưu trữ view Cũng như là routing cơ bản Sang cái bài số 2 Git checkout B2 đây là cốt của nhánh B2 trong phần này cơ bản là chúng ta tìm hiểu về rút tinh tạo và sử dụng Azure có xây dựng một controller playlist cái buổi thứ ba git Check -out B3 Thì đây là cái cốt của buổi thứ ba tại đây chúng ta đã tích hợp Entity Framework và dự án chúng ta có cái chức năng để quản lý database buổi thứ tư tương ứng với cả nhánh B4 là chúng ta tìm hiểu về Model. Binding Data Validation Trong đó chúng ta đã xây dựng một cái trang là Contact Cốt đến buổi thứ tư đây Đến phần này là có trang liên hệ Ngoài ra khi đến cái nhánh B4 Chúng ta đã tích hợp Google Để chúng ta build SCSS thành CSS Và cái buổi cuối cùng hôm trước Đấy là nhánh B5 Thì chúng ta đã bắt đầu tích hợp thư viện Identity Để xác thực tài khoản Chúng ta có các chức năng Login, knock knock Out, Quản lý tài khoản kể từ những cái video về AEPNet Core sau đó là đến các video về AEPNet Zizubek đến cái thời điểm này là các video về AFP MVC thì hầu hết những cái kiến thức cần thiết cho chúng ta tạo ra một cái website dựa trên AEPnet thì đã có từ cái video này trở đi chúng ta sẽ phát triển cái dự án app MVC có thêm các module để nó trở thành một ứng dụng web hoàn chỉnh có module để hiển thị những cái bài viết những cái blog từ đó có thể tùy biến đó là một trang web hiện thị tin tức hay là những trang web blog cá nhân riêng. Rồi là có những cái module liên quan đến bán một cái sản phẩm, ví dụ như tạo ra sản phẩm, hiện thị danh sách sản phẩm, đặt hàng, vân vân. Cái video này là bước đầu tiên của cái quá trình đó. Chúng ta sẽ bắt tay vào xây dựng cái module, tạo ra chức năng để tạo ra các bài viết, hiện thị các bài viết. Nó có thể là một blog cá nhân riêng đối với hiện thị một blog cá nhân thì chúng ta xây dựng cái cấu trúc dữ liệu của nó bao gồm thứ nhất là có bảng dữ liệu category để hiển thị danh mục của blog ví dụ như chuyên mục lập trình csat chuyên mục lập trình php từ đó sau này chúng ta mới xây dựng tiếp ra những cái bảng để lưu trữ những cái bài viết mỗi bài viết nó sẽ thuộc về một chuyên mục nào đó quay trở về nhánh master để thực hành cho buổi học hôm nay check master Đầu tiên là xây dựng cấu trúc mô đồ của cái danh mục category. Tại đây tạo ra cái mô đồ đặt tên là category. Có thể copy ngay cái mã nguồn category này. Copy cái class category. Làm các lên space tương ứng. Đây là cái mô đồ category. Nó khai báo có những cái trường dữ liệu ID là trường quá chính. Có trường title là tên của category. Content là một cái nội dung mô tả về category có thể đổi tên nó thành description. Có trường dữ liệu tên là snaz. Đây là một cái chuỗi kỹ tự để sau này chúng ta có thể thiết lập trên URL truy cập tới một category không cần thông qua cái tham số ID. Ví dụ để truy cập vào chuyên mục lập trình C++, thì thay vì phải chỉ ra cái ID của category cần truy cập thì sẽ sử dụng một cái chuỗi ở trên URL. Đây là snaz. Phần còn lại là những cái trường dữ liệu category children, parent category rồi là parent category id chúng ta để xuống dưới những cái trường dữ liệu này liên quan đến kiến thức về entity framework ở đây chúng ta xây dựng category mỗi category có thể là con của một cái category khác tức là xây dựng category này theo dạng cây category này có thể là con của một category khác theo chiều ngược lại thì nó cũng có những cái category là con của nó đó là tập hợp các chuyên mục tên trường dữ liệu là category children Mỗi category thì nó thuộc về một category cha nào đó. Thì trên cơ sở dữ liệu nó thể hiện cái mối quan hệ này bằng cách tạo ra cái trường khóa ngoại, thiết lập cái khóa ngoại để xác định cái category cha có tên là parent category ID. Trên cái thuộc tính parent category chúng ta sử dụng cái attribute foreign key. Những cái nội dung này đã trình bày ở entity framework. Như vậy là chúng ta có cái mô đồ biểu diễn category tên là category. Tiếp theo thì chúng ta phải khai báo một cái thuộc tính ở trong app context. Khai báo trong app DB context có cái property DB set những phần tử là category, đặt tên là category. Chúng ta muốn là trên SQL Server khi nó tạo ra cái bảng category thì nó có đánh cái chỉ mục cái trường dữ liệu là để sau này tìm kiếm cho nó nhanh. Lúc này chúng ta có thể sử dụng cái kỹ thuật Fluent API của Entity Framework ở trong phương thức on model creating, chúng ta sử dụng Fluent API. Gọi phương thức của model builder lấy cái entity biểu diễn cho cái bảng category. Lấy được cái entity thiết lập luôn cái entity ở trong cái biểu thức. Entity là cái đối tượng biểu diễn category ở trên cơ sở dữ liệu. Tại đây chúng ta cho thêm vào entity đánh chỉ một cái trường dữ liệu. Chúng ta sử dụng cái phương thức là hash index. Cái trường dữ liệu của category C đó là trường dữ liệu SNAS thì lúc này khi nó tạo ra cái bảng category thì nó sẽ tạo ra cái chỉ mục cho cái trường dữ liệu SNAS này luôn bây giờ để cập nhật cơ sở dữ liệu thì chúng ta phải thực hiện migration thực hiện lệnh .sef migration tên cái migration đây là s nó tạo ra thêm một cái migration s trong đó chúng ta để ý nó có tạo ra cái chỉ mục cho cái trường dữ liệu SNAS để cập nhật cấu trúc của cơ sở dữ liệu đến cái thời điểm này thực hiện lệnh .NET EF Database Update. Kiểm tra SQL Server Refresh có thêm cái bảng Category có đánh cái chỉ mục cái trường dữ liệu là SNAS. Pattern Category ID đấy là Foreign Key. Một Category có thể thuộc về một Category cha. Một Category có thể chứa nhiều Category con. Tiếp theo chúng ta sẽ tạo ra một controller có các action với chức năng Chris Update digit. làm việc với cả Model Category. Cái controller này chúng ta tạo ra trong một cái area đặt tên là Block. Thực hiện lệnh .NET AAPNet Code generator Area tạo ra cái area đặt tên là Block. Nó tạo ra trong thư mục Area một cái thư mục đặt Block. Có những thư mục như Controller View thực hiện lệnh .NET AAPNet Code generator Controller để tạo ra cái controller. Tên của controller, tham số name, Controller này chúng ta sẽ đặt tên là Category Controller. Controller này làm việc với cả cái mô đồ tham số trừ M. Tham số trừ M để chỉ ra cái mô đồ nó sẽ làm việc. Cái mô đồ ở đây là Category. Chúng ta phải điền đầy đủ. Khi chúng ta tạo ra cái Category này, chúng ta không khai báo nó ở trong một cái namespace nào cả. Ở đây chúng ta sẽ cập nhật là khai báo nó ở trong cái namespace là app model block trong app context chúng ta phải lạp cái lên space app model block app model block. Tiếp theo là cái tham số DC chỉ ra cái DB context app DB context. Sử dụng layer mặc định cho vào cái tham số use default layer. Cuối cùng là chỉ ra cái thư mục mà sẽ lưu trữ cái controller này. Đó là ở trong thư mục area block controller thực hiện cái lệnh này. Nó đang tạo ra cái controller ở trong thư mục controller của block. Nó đã tạo ra controller là category controller có các view tương ứng ở trong thư mục view category ở trong thư mục view copy vào hai cái file Đây là view import và view start copy sau đó là dán vào view import và view start trong view import nạp thêm cái name space app model block như vậy là chúng ta đã có một cái controller category controller controller này thuộc Azure block thiết lập cái root cho nó sử dụng cái attribute root thiết lập cái địa chỉ truy cập vào các action của controller này theo cái địa chỉ là admin block category sau đó là cái token là cái action có thể có thêm tham số là id đây là cái trang có các action để quản lý category sau đó là chúng ta cũng thiết lập quyền truy cập tương tự khi truy cập vào quản lý zone đó là user phải có vai trò là admin chúng ta sử dụng cái thuộc tính authorize user phải có vai trò là admin cho vào cái menu thả xuống của admin cái đường dẫn đường link tới cái controller này trong thư mục view mở cái button menu manage cho thêm vào một cái mục quản lý chuyên mục của blog gọi tới action index của controller category ở trong cái namespace blog và bây giờ chúng ta chạy thử xem dotnet watson đăng nhập bằng user admin trong menu Medis có thêm quản lý chuyên mục blog Chúng ta đã truy cập vào controller Category. Đây là hiện thị danh mục các chuyên mục. Trong controller này đã có các action. Create tạo chuyên mục mới. Exit là biên tập một cái chuyên mục. Delete là xóa. Ở đây chúng ta tạo ra một vài chuyên mục, sau đó là chúng ta chỉ chỉnh sửa dần. Lập trình test mỗi nội dung của chuyên mục hay là mô tả về chuyên mục. Copy một cái nội dung gì đó. Ví dụ chúng ta copy cái dòng chữ này. Dán vào. URL hiện thị thiết lập là lập trình net không có danh mục tra Chris nó đã tạo ra một cái danh mục là lập trình net tiếp tục tạo ra danh mục mới tên danh mục là lập trình css một nội dung gì đó chúng ta vẫn copy lại cái nội dung kia URL hiện thị là lập trình css danh mục cha là lập trình net Chris có chuyên mục thứ hai tạo ra chuyên mục mới tên chuyên mục là web AAP NAT nội dung chuyên mục copy một cái nội dung URL hiện thị là lập trình AFP Danh mục tra của nó này là lập trình CSAP Tạo ra thêm một chuyên mục nữa Lập trình WPS Nội dung chuyên mục URL hiện thị là WPS Sau đó là chọn danh mục tra Lập trình CSAP Như vậy là chúng ta có bốn cái chuyên mục Chúng ta sẽ sửa dần cái giao diện này Đến cái thời điểm này cái menu Home Menu Playlist Chúng ta có thể bỏ đi cho nó gọn Ở trong thư mục Share Layout Đường link tới Home chúng ta xóa đi về truy cập tới Home, chúng ta có thể truy cập qua cái Napa Brands. Cái ví dụ về Playlist, chúng ta xóa đi. Cái menu Playlist này nó nằm ở cuối trang. Chúng ta muốn nó đẩy về bên trái. Mở cái button menu Playlist. Ở trong thẻ div chứa các mục menu con. Sau Drop menu, cho thêm cái class. Drop menu right. Kiểm tra. Cái menu này nó đã căn thẳng ở phía bên phải. Bây giờ chúng ta sẽ sửa cái view index này mở index.html tiêu đề là chuyên mục blog cái h1 xuất ra cái tiêu đề đó luôn cái đường link để tạo ra cái chuyên mục blog trình bày ở cái dạng nút bấm cho thêm vào cái class button primary cho nút bấm ở cỡ nhỏ button small tạo chuyên mục các chuyên mục đó trình bày ở dạng table cái nội dung của chuyên mục cái description của nó không muốn hiện thị ra ở đây mà muốn xem cái nội dung description này thì phải truy cập vào detail chúng ta xóa cái cột description này đi xóa cái tiêu đề cột và xóa cái nội dung trình bày của nó tiêu đề là danh mục cha tức là hiện thị cái label bồ của parent category và cái nội dung hiện thị bên trong nó thì ở đây nó hiện thị cái nội dung là snaps của danh mục cha chúng ta muốn là nó hiện thị cái nội dung là title của danh mục cha lập trình csar danh mục cha của nó và lập trình .NET lập trình WPS, danh mục cha của nó là lập trình csap xóa và xem hoặc là chi tiết mỗi chuyên mục thì chúng ta có thể vào sửa hoặc là xem chi tiết hoặc là xóa ví dụ vào sửa quay trở lại bây giờ chúng ta sẽ sửa cái trang này nó như thế này chúng ta sẽ không hiện thị cái danh mục cha mà mối quan hệ cha con giữa các danh mục này nó sẽ trình bày dưới danh mục cha và tiêu đề của nó được thụt vào một đoạn. Ví dụ có thể trình bày bằng CSS hoặc là chèn vào đây những cái khoảng trắng. Như vậy trước mắt chúng ta xóa đi việc hiện thị danh mục cha ở trang này. Chúng ta xóa luôn cái cột hiện thị parent category title. Tiêu đề ở phía trên cũng xóa luôn. Rồi nó chỉ hiện thị ngắn gọn như thế này thôi. Lập trình CSAP nó là con của .NET. Thì chúng ta muốn nó hiện thị là nó phải thụt vào so với cả cái tiêu đề của cha một đoạn. Thường này chúng ta làm từng bước như sau thứ nhất là ở trong cái action index thì ở đây nó truy vấn lấy tất cả các category chuyển nó thành danh sách và thiết lập là cái mô đồ truyền sang view index để hiện thị trong view thì nó sẽ duyệt qua từng category có ở trong mô đồ sau đó là hiện thị từng cái dòng dữ liệu từng cái dòng dữ liệu đây chúng ta sẽ sửa cái mô đồ truyền sang một chút xóa đi cái đoạn code mặc định này chúng ta sử dụng link để lấy tất cả những cái danh mục biến query lấy tất cả các danh mục category ở trong context, vì context là db context được tự động inject. Lấy tất cả các chuyên mục ở trong context. Khi câu truy vấn này nó thực thi để lấy dữ liệu là các category ra, thì đây chúng ta sẽ thiết lập thêm là khi nó lấy ra các category thì nó sẽ lấy ra các reference của nó. Cái tham chiếu đầu tiên nó sẽ lấy ra cùng với cả các category đó là includes lấy ra cái tham chiếu là parent category như vậy là mỗi category lấy ra thì danh mục cha của nó cũng được lấy ra theo và thiết lập vào cái thuộc tính parent category đồng thời cũng lấy ra tất cả những cái danh mục con thuộc cái category đó chúng ta tiếp tục include lấy ra tất cả các category children từ cái câu truy vấn này chúng ta lấy ra các category khai báo ra một cái biến đặt tên là category bằng Đầu tiên là thực hiện cái query bằng cách gọi toList async. Nó sẽ trả về một danh sách là các category có được danh sách đó rồi, chúng ta chỉ lọc lấy ra gọi phương thức OE. các category có parent category bằng null, sau đó là chuyển thành danh sách toList. Như vậy là trong category này chỉ chứa những cái category có parent category bằng null, tức là không có danh mục cha. Tuy nhiên thì khi thực hiện truy vấn thì chúng ta có thực hiện là include và lấy ra các danh mục con của một cái danh mục. Như vậy là thực tế là trong category này nó chỉ lưu những cái category có parent category bằng luôn. Tuy nhiên thì tất cả những cái danh mục con thuộc cái category này cũng đều được lấy ra và nó nằm trong cái thuộc tính category children. Sau đó là category này sẽ thiết lập là model để chuyển sang view, chuyển sang index.html kết quả là nó chỉ hiện thị có một mục là lập trình .NET bởi vì chuyên mục có pattern category bằng luôn chỉ có là lập trình .NET nhưng mà thực tế thì tất cả các chuyên mục khác đều được chuyển sang nó nằm ở trong category children thiếu về chúng ta sẽ xử lý ở trong index chúng ta xử lý ở cái vòng lặp for it. khi nó duyệt qua từng cái chuyên mục ở trong mô đồ chuyển sang thì nó sẽ phát sinh ra html tương ứng toàn bộ cái nội dung html này chúng ta đưa vào một cái phương thức, chúng ta cắt nó đi và khai báo tạo ra một cái phương thức, mở ra cái đoạn code. Khai báo một cái phương thức gender category với tham số chuyển tới là category, đặt tên là item. Trong phương thức này chúng ta dán cái đoạn code mà chúng ta cắt ở trên vào. Đó là tạo ra một cái dòng dữ liệu TR. Như vậy là mỗi vòng lặp thì chúng ta gọi cái phương thức gen category tham số là item. Ở trong này nó có một cái cảnh báo. Đấy là cái phương thức này, này Nó có sử dụng tag helper. Do đó phương thức này phải là phương thức bất đồng bộ. Chúng ta sẽ chuyển nó thành phương thức bất đồng bộ. Khai báo với từ khóa async. Tag. Phương thức bất đồng bộ phải OS. Phương thức gender category. Chúng ta đưa vào một cái tham số nữa. Đấy là cấp độ của chuyên mục level. Những cái phần tử item thuộc model. Đó là những cái phần tử category. Không có danh mục cha hay là danh mục tra bằng luôn. Sau đó chúng ta thiết lập cái cấp độ của nó là bằng 0. Thì chúng ta xuất ra luôn cái cấp độ của nó để chúng ta quan sát level. Cấp độ của nó là level 0. Bây giờ chúng ta xử lý tiếp cái phương thức gender category để nó gọi đệ quy. Đây là sau khi nó gender xong cái nội dung của item thì nó sẽ kiểm tra xem là trong item này có những cái chuyên mục con hay không nếu có chuyên mục con sẽ gọi đệ quy đến chính cái phương thức gender category. Chúng ta cho thêm vào cuối cái đoạn cốt kiểm tra if item category children có khác luôn hay không. Nếu khác luôn thì có bao nhiêu phần tử cao. Nếu số phần tử cao lớn hơn không thì sẽ thực hiện. Sẽ thực hiện là duyệt qua từng cái phần tử ở trong category children sử dụng cái vòng lặp for it với mỗi children category ở trong item category children thì chúng ta gọi đệ quy tức là chúng ta lại gọi cái phương thức gender category tham số của nó đây là cái category con và cái cấp độ là được tăng thêm một level cộng một phương thức bất đồng bộ OS ở đầu khi nó gender một cái category thì các category con của nó cũng được gender theo lập trình xác là cấp độ 1 tức là con của lập trình net web và lập trình WPF có cấp độ là 2, tức là con của lập trình CSAP. Bây giờ chúng ta chỉ việc trình bày bằng CSS để nó thụt vào theo cái cấp độ hoặc là đơn giản hơn thì chúng ta thay đi vườn này bằng số ký tự nào đó. Ví dụ bằng 0 thì nó có 0 ký tự sao, bằng 1 thì có 1 ký tự sao. Chúng ta tạo ra một cái biến đặt tên là prefix. Nếu như vườn bằng 3 thì chúng ta lối ba cái ký tự sao thì đầu tiên chúng ta sẽ tạo ra một tập hợp ba cái ký tự sao. Có thể gọi cái phương thức của tập hợp Enumerable Zbit tạo ra tập hợp những cái phần tử có giá trị là bằng ký tự sao, có bao nhiêu phần tử, có ly vườn phần tử. Sau khi có cái tập hợp này là mảng gồm có ly vườn phần tử, mỗi phần tử có giá trị là sao thì lối chúng lại thành một chuỗi sử dụng cái phương thức của string concat. Sau đó là chúng ta hiển thị cái prefix này ra chúng ta thấy là phần tử này nó có một dấu sao ở đầu phần tử cấp độ 2 có hai dấu sao ở đầu nếu mà chúng ta muốn nó rõ ràng hơn có thể là nó thụt vào hai dấu sao cho mỗi cấp độ có thể thay cái ký tự dấu sao này bằng ký tự khoảng trắng tức là cái dấu cách mỗi ly vườn thì nó tương ứng với vài dấu cách dấu trắng những cái ký tự trắng đây để những cái ký tự trắng này nó xuất hiện mà nó không bị encode thì chúng ta gọi cái phương thức của HTML đấy là draw cuối cùng là chúng ta thấy là những cái chuyên mục nó được thụt vào so với cấp độ của nó lập trình CSAP là chuyên mục con của lập trình .NET AAPNet và WPF là chuyên mục con của CSAP mỗi chuyên mục là có đường link bấm vào để sửa thì chúng ta sẽ bỏ cái đường link này đi thay vào đó là chúng ta bấm vào tên chuyên mục để vào sửa cái Uncle Tag Helper này để lên trên ở chỗ tên chuyên mục thay chữ sửa bằng cái nội dung là tên của chuyên mục những cái khoảng trắng này thụt khá nhiều chúng ta cắt đi hai cái khoảng trắng bấm vào tên các chuyên mục sẽ vào sửa đây là trang index chúng ta còn phải sửa trang tạo chuyên mục trang xem chi tiết và trang xóa bây giờ sửa cái trang xóa này trước ở trong cái view delete cập nhật cái nội dung của nó rồi xóa chuyên mục có chắc chắn xóa Bỏ cái H4 này đi. Chúng ta chỉ cần hiển thị cái tiêu đề của chuyên mục cần xóa, còn những cái nội dung khác bỏ đi. Thay chữ delete bằng xóa. Back to là danh sách chuyên mục. Tên danh mục này chúng ta cho độ rộng là 4, phần nội dung là 8. Cái việc xử lý xóa ở trong cái action delete khi chúng ta bấm vào cái xóa thì cái chuyên mục sẽ bị xóa. Thì ở đây nó xử lý đơn giản, đấy là nó sẽ xóa đi cái category ở trong danh mục category của DB context, sau đó là thực hiện phương thức xếp trang sinh Tuy nhiên thì có một vấn đề ở đây là như thế này. Giả sử chúng ta xóa đi cái chuyên mục lập trình .net thì cái chuyên mục lập trình C# nó đang là con của .net. .net bị xóa đi. Trong khi đó lập trình C# vẫn đang có một cái foreign key trỏ đến cái danh mục cha mà danh mục cha đã bị xóa không tồn tại thì dẫn tới dữ liệu bị lỗi lúc này chúng ta phải xử lý không xóa theo cái trường hợp mặc định như thế này thứ nhất là khi lấy ra cái chuyên mục cần xóa thì chúng ta thực hiện cái truy vấn link như sau thì chúng ta phải lấy ra các chuyên mục con của nó nữa include category children sau đó là trong những cái danh mục này lấy ra cái danh mục đầu tiên first audifall lấy ra cái danh mục đầu tiên đó là danh mục category có category id bằng cái id truyền tới kiểm tra nếu mà category bằng luôn thì là return not found nếu mà có category cần xóa thì đầu tiên phải duyệt qua các category con của nó và thiết lập danh mục cha của những cái con của nó à giống với cả danh mục cha của cái category cần xóa sử dụng cái vòng lặp for it. với mỗi children category ở trong category category children thì thiết lập parent category id bằng category parent category ID sau đó mới đánh dấu là xóa category thiếu này nếu mà chúng ta xóa đi lập trình siap thì hai cái chuyên mục con của nó không bị xóa mà nó sẽ chuyển thành danh mục con của lập trình net chúng ta thử xóa lập trình siap xem xóa event và WPF đã là danh mục con của .net nếu mà chúng ta xóa lập trình .net thì hai cái danh mục con của nó sẽ là không có danh mục cha. Tức là nó trở thành danh mục gốc. Xóa thử xem. Nó đã trở thành hai danh mục gốc. Còn đối với cả trang chi tiết thì nó chỉ là hiển thị cái nội dung. Cái phần này đơn giản. Chúng ta chỉ việc chỉnh sửa cái view của nó. Tức là cái detail CSHTML. Theo cái cách hiện thị của chúng ta. Nội dung chuyên mục chúng ta thiết lập luôn cái tiêu đề của nó là bằng model title xóa đi cái dòng hiển thị title bỏ đi hiển thị thông tin danh mục cha không cần thiết url hiển thị thay bằng dòng chữ url không thôi nội dung danh mục thay bằng dòng chữ nội dung khi chúng ta hiển thị cái nội dung description nếu mà hiển thị như thế này thì cái nội dung của nó sẽ được encode nếu mà chúng ta muốn sau này có thể hiển thị cả nội dung html thì chúng ta không xuất nội dung như thế này mà chúng ta sử dụng html raw hiện thị nội dung đó là description của Moodle hai cái đường link đến action ở phía dưới đó là chỉnh sửa và danh sách danh sách chuyên mục như vậy là chúng ta sửa chức năng xem chi tiết xóa còn chức năng vào để edit và chức năng tạo mới chuyên mục tiếp tục sửa chức năng tạo chuyên mục mở clip html ra tạo chuyên mục Block cho cái nội dung nó hiện thị độ rộng cột là 8 cái mục chọn danh mục tra cho nên đầu chọn danh mục tra đây là cái phần tử select ở đây nó hiện thị là chọn slash của những cái phần tử tra tí nữa chúng ta sẽ cấu hình để nó hiện thị đây là tên của danh mục tra cần chọn phần tử nhập nội dung description text area để chúng ta có thể nhập được nhiều dòng có thể thiết lập số dòng nó hiện thị mặc định row bằng 5 dòng bây giờ nói về select tag helper nó tạo ra cái phần tử select để chọn giá trị cho parent category ID. Select tag Hepler tạo ra cái phần tử select. Nó có cái thuộc tính là AFP item thiết lập những cái phần tử có thể chọn. ASP item phải được gán bằng một cái đối tượng item nào đó. Mà cái đối tượng item này là một tập hợp. Mỗi cái phần tử của cái tập hợp đó có kiểu là select Niche item. Như vậy ở đây chúng ta khởi tạo ra một danh sách hiện giờ là không có phần tử nào. Do đó là cái select này không có phần tử nào nó xuất hiện để chọn cả. Tất nhiên là cái tập hợp này có thể là một cái mảng chứ không phải là một danh sách. Chúng ta cho vào một cái phần tử gọi phương thức S của list là một cái đối tượng select list item. Trong select list item này chúng ta có thể thiết lập cái thuộc tính text là cái nhãn hiện thị còn value là cái giá trị khi chúng ta chọn cái phần tử đó. Thiết lập cái nhãn hiện thị là mục 1 và cái giá trị của nó là value giá trị 1 thì select tạo ra có một phần tử để chọn là mục 1. Khi chọn là mục 1 thì cái giá trị của nó là giá trị 1. Tương tự như vậy chúng ta có thể cho nhiều phần tử. Cho phần tử thứ hai, cho phần tử thứ ba. Mục 2, mục 3, giá trị bằng 2, giá trị bằng 3. Thì phần tử select của chúng ta tạo ra có 3 mục để chọn. Nếu chọn bằng 1 thì giá trị chọn là GT1. Mặc định thì nó đang chọn là giá trị bằng 1. Nếu mà chúng ta muốn giá trị mặc định của nó là bằng 2, cho vào cái phần tử mục 2, cái thuộc tính là select bằng chu. Thì hôm nay khi tôi tạo ra select, cái giá trị của mặc định của nó là ở cái mục 2. Chúng ta thấy là cái mục 2 selected bằng selected. Nếu mà trong ba cái mục này, chúng ta đánh dấu cái mục số 3 là không được phép lựa chọn thì chúng ta cho vào cái thuộc tính disable bằng chu. Thì trong ba cái mục này, chúng ta chọn được mục 1, mục 2, mục 3 là chúng ta không chọn được do là mục 3 có cái thuộc tính là disable đấy là cách thứ nhất cách thứ hai là cái đối tượng item này là một cái đối tượng có kiểu là select need". item bằng select. tham số khởi tạo của selected là một cái tập hợp có thể là một cái danh sách hoặc là một cái mảng dữ liệu ví dụ chúng ta khởi tạo một cái dữ liệu là một cái mảng bằng lưu object gồm có các đối tượng object thì cái mảng data này có thể làm tham số cho select ngoài ra thì cũng thường khởi tạo select với cả cái tham số tên cái trường dữ liệu chứa giá trị và tên cái trường dữ liệu mà sẽ hiển thị cái tham số thứ ba là cái giá trị lựa chọn ví dụ ở trong cái mảng này là các đối tượng kiểu vô danh đều có cái trường dữ liệu tên ví dụ tên một tương ứng với cả cái tên một thì cái giá trị của nó bằng bao nhiêu Đó bằng một chúng ta cho vào cái mảng này bao cái phần tử tên 2 giá trị bằng 2 phần tử thứ ba giá trị bằng 3 các giá trị khi chọn ở trên select là bằng bao nhiêu thì chúng ta có thể chỉ ra cái trường dữ liệu nó sẽ truy cập vào những cái đối tượng này cái trường dữ liệu tên là giá trị cái tên hiện thị là lấy theo cái thuộc tính nào trường dữ liệu tên thì lúc này khi tôi tạo ra phần tử select những cái nhãn hiện thị là tên 1, tên 2, tên 3 lấy theo trường dữ liệu tên của các đối tượng giá trị của nó tương ứng sẽ thiết lập bằng hai lấy theo cái trường của đối tượng là giá trị nếu mà chúng ta muốn cái select list tạo ra cái phần tử mặc định của nó nó đang chọn là phần tử nào có giá trị bao nhiêu thì chúng ta chỉ việc điền cái giá trị vào ví dụ như bằng hai thì nó khi nó tạo ra thì nó sẽ thiết lập tên hai là select sau khi chạy lại thì mặc định nó chọn tên hai tên hai là selected đó là cách sử dụng Select Tag Helper để chọn Parent Category ID trong đó dữ liệu chuyển sang từ Action sang View nó thiết lập ở trong View Pass cái thuộc tính là Parent Category ID và Controller Category ID đến cái phương thức Create ở đây nó tạo ra cái Select List dữ liệu khởi tạo là tập hợp các Category cái giá trị lựa chọn đây là ID của Category tiêu đề hiện thị là Slash chúng ta thiết lập tiêu đề hiện thị là Title thì lúc này nó hiện thị chọn danh mục Cha là theo title giá trị thì vẫn là theo cái id title là lập trình wbf giá trị là bằng 4 bây giờ chúng ta muốn là những cái danh mục này nó cũng hiện thị ở cái dạng cây theo cấp độ thứ hai là nó có cái mục là không có danh mục Cha thì lúc đấy chúng ta sẽ tạo ra cái phần tử select như sau giống như cái trường hợp index lấy ra những category có parent id bằng luôn copy cái đoạn code này chuyển phương thức grid thành bất đồng bộ. Sau đó là chúng ta tạo ra cellinit từ cái category tìm được. cellinit bằng new cellinit, cái tập dữ liệu khởi tạo của nó là category. Sau đó là cellinit này được gán bằng view data parent category id để đổ sang view. trong danh sách các chuyên mục lấy được, chúng ta chèn vào đầu nó một cái category gọi phương thức add new category khởi tạo cái category này có ID là bằng trừ 1 và cái title của nó là không có danh mục cha thì hôm nay trong cái phần tự select có thêm cái mục là không có danh mục cha cho vào bằng cái phương thức là insert để nó xuất hiện ở đầu insert vị trí là không như vậy là mặc định không có danh mục cha xuất hiện ở đầu thì cái giá trị ID của danh mục cha là bằng trừ 1 thì sau này chúng ta sẽ đọc và chúng ta xử lý khi nó bot tới ở http bot cái đoạn code này chúng ta copy sau đó là dán vào cái phương thức create ở phương thức bot view data parent category id bằng select nếu mà kiểm tra dữ liệu phù hợp thì sẽ tiến hành tạo category ở đây trước khi thêm category vào db context thì chúng ta kiểm tra nếu category parent id mà bằng chữ một tương ứng là không có danh mục cha thì chúng ta sẽ thiết lập nó là bằng null nghĩa là chọn parent category id bằng trừ một thì khi tạo mới chúng ta phải thiết lập parent category id bằng luôn. tạo lại cái chuyên mục là lập trình .net nội dung của đó url hiện thị là lập trình net tạo mới tạo lại cái chuyên mục lập trình si chọn danh mục cha của nó là lập trình net tên chuyên mục là lập trình si sáp url là lập trình si tạo mới và chỉnh sửa lập trình wpf thiết lập danh mục cha của nó là lập trình xí sát xếp chúng ta thấy là nó hiển thị theo cấp độ cha con quay trở lại trang tạo chuyên mục bây giờ trong cái danh mục này chúng ta cũng muốn nó hiển thị theo cái cấp độ cha con như vậy chúng ta sẽ sửa như sau sẽ tạo ra một cái biến là item là bằng danh sách các category new list category sau đó là select được khởi tạo từ các item các phần tử ở trong item này sẽ được đọc từ những cái phần tử ở trong category có gọi đệ quy để thiết lập các cấp độ của nó. Chúng ta sẽ tạo ra một cái phương thức, đặt tên phương thức là create select item. Tham số truyền tới là category có kiểu là list category. Chúng ta gọi là nguồn so. Những cái chuyên mục ở trong cái nguồn này sẽ được xử lý và đưa vào item. Chúng ta gọi là đích. và có một cái tham số là cái level. Chúng ta gọi cái phương thức create select item với cái tham số là category tham số thứ hai so là item và cái level khởi đầu là không ở trong click select item chúng ta xử lý như sau duyệt qua từng phần tử ở nguồn for each với mỗi category ở trong nguồn thì chúng ta đưa cái category vào cái danh sách dict this category sau khi thêm xong thì kiểm tra xem là trong cái category này có cái danh mục con hay không category children khác luôn và cao lớn hơn không thì thực hiện gọi đệ quy gọi đệ quy create select item tham số nguồn lúc này sẽ là category children và tham số đích vẫn là list level sẽ được thêm một collection convert nó thành list to list tới thời điểm này thì nó hiển thị tất cả các chuyên mục tuy nhiên thì nó vẫn chưa trình bày theo cái cấp độ để trình bày theo cái cấp độ của nó chúng ta chỉ việc sửa lại cái title của nó trước khi thêm vào list cái category title sẽ được sửa thành bằng category title cộng với cả cái dữ liệu là level ta thấy là level không level một level 2. giống như là ở trong index chúng ta có thể copy cái chuỗi tạo ra prefix này mỗi level tương ứng với cả hai cái dấu gạch ngang sau đó là prefix được cộng với cả title lúc này kiểm tra syntax lập trình ra đây là chuyên mục gốc, con của nó là CSAP, con của CSAP là WPF. Sau Previc này, cộng thêm dấu cách Nếu muốn thể hiện cho nó rõ hơn thì là mỗi Niven tương ứng với cả bốn cái dấu gạch. CSAP là con của .NET, có bốn cái gạch ở trước. WPF là con của CSAP, nó là cấp độ 2, có 8 cái gạch. Cái đoạn code này chúng ta copy thay thế cho Chris ở phương thức post còn lại là cái chức năng soạn thảo cập nhật thì nó cũng tương tự ở cái phần danh mục tra chúng ta copy cái đoạn code này thiết lập cho parent category id action edit ở phương thức post cũng làm tương tự mở cái view của edit ra sửa đổi chuyên mục bỏ cái H4 này đi cho cái mục lựa chọn chuyên mục tra lên đầu thay phần tử input của description thành text area thiết lập số dòng mặc định là bằng 5 lưu danh sách chuyên mục trình bày có độ rộng là 8 vào sửa lập trình si ở tên danh mục nó có cái tiền tố gạch 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 điều này là khi lấy ra cái category để xây dựng lên cái danh mục tra lựa chọn thì cái category được lấy ra từ cái query này có chứa luôn cả cái category mang ra để soạn thảo những cái category này vẫn được giám sát bởi entity framework khi chúng ta sửa đổi cái title của nó thì nó có giám sát cái sự thay đổi này nếu mà chúng ta thực hiện phương thức ship trang sinh thì tất cả các category này sẽ được đổi tên như vậy thì chúng ta phải xử lý như sau chúng ta sẽ không được phép thay đổi cái title của category mà chúng ta phải tạo ra một cái category mới nó độc lập với cả entity framework trong đó có thiết lập cái ID bằng ID của category và cái title bằng prefix cộng với cả category title và chỉnh sửa lập trình csharp tên chuyên mục là lập trình csharp exit html cái form trình bày có độ rộng là 8 khi submit cái form này thì nó sẽ tiến hành cập nhật ở cái action edit phương thức port ở đây trước khi update chúng ta xử lý nếu mà chọn là không có danh mục cha category parent category id bằng trừ một thì thiết lập parent category id bằng luôn giống như là trường hợp tạo mới create đang biên tập chuyên mục là lập trình CSAP, chúng ta lại chọn danh mục cha của nó cũng là chính là cái chuyên mục đó nếu mà trường hợp chọn như thế thì chúng ta không cho phép cập nhật chúng ta phải kiểm tra nếu parent category id là bằng category id thì chúng ta thiết lập lỗi ở trong model add model euros lỗi là phải chọn danh mục tra khác chỉ thực hiện cập nhật category khi dữ liệu nào phù hợp và thỏa mãn cái điều kiện category parent category khác category id còn nếu không là sẽ không cập nhật và sẽ return view có cái thông báo lỗi đang biên tập chuyên mục lập trình c chọn danh mục cha của nó cũng chính là lập trình di sát lưu không lưu được phải chọn danh mục khác chúng ta có thể chọn danh mục khác để cập nhật ví dụ như không có danh mục cha lập trình di sát update lưu nó trở thành chuyên mục gốc cập nhật lại danh mục cha của nó lập trình .net xóa update lưu bài học này chúng ta dừng lại ở đây buổi sau chúng ta sẽ tạo ra các mô đồ biểu diễn một cái bài viết mỗi bài viết đó nó sẽ thuộc về một cái chuyên mục lưu toàn bộ kết quả bài học này lại git git commit nội dung của commit là add category block git brand nhánh cuối cùng lần trước là b 5 hôm nay sẽ tạo ra nhánh b6 để lưu trữ git brand b6 đẩy toàn bộ lên github app vc trên github đã có những nhánh b6 commit cuối cùng thực hiện một phút trước đây